Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục khám phá xem có những con vật gì xuất hiện ở ngoài biển khơi kia nhá. Ui, đó là các chú Godzilla đang đi hành quân trên biển à. Các bạn ấy đi rất chi là đều nha. Tại sao các bạn phải đi lội qua biển như vậy nhỉ? Có rất nhiều đường đi mà tại sao các bạn lại đi ở biển? À, chắc là do vướng bạn tôm chơi ở đây đấy. Bạn tôm bạn cá chơi đây nên là Godzilla phải tránh đường đi ở ngoài biển đây. Ok, tiếp tục có con Godzilla gì nữa đây nào? Godzilla nhiều sừng quá. Sừng à, màu hồng luôn. Tiếp tục có một bạn, hai bạn Godzilla có gai màu xanh luôn, rất chi là đẹp các bạn ạ. Chúng rủ nhau đi trốn đây rồi, chắc hành quân đi trốn rất chi là xa các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy không, ba chú, rất nhiều chú Godzilla đi di cư luôn mà lại đi dưới nước luôn. Không hiểu chỗ đấy nước có sâu không mà các bạn đi được nhỉ? Chắc các bạn đi ở vùng biển nông rồi. Bạn tôm chơi ở kia nhìn thấy mấy chú Godzilla đi mà không chạy ra chào sao nhỉ? Godzilla là động vật rất là tốt đấy. Godzilla bảo vệ bạn tôm đấy các bạn ạ. Ok, có rất nhiều. Bye bye các bạn nhé.